Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Hôm nay mùng 4 tháng 2, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chính thức được ký kết tại Auckland, New Zealand, mở ra chương mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam với thị trường trên 800 triệu dân, chiếm trên 40% GDP và 1/3 tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Theo kế hoạch, sau khi được ký chính thức vào hôm nay, các nước thành viên sẽ có thời gian 2 năm để hoàn tất các bước rà soát pháp lý và phê chuẩn theo các thủ tục nội bộ. Nghĩa là tới năm 2018, TPP chính thức có hiệu lực. Thông tin chi tiết nội dung này có trên báo Lao động. Theo tính toán của các chuyên gia độc lập, khi TPP được ký kết, GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 23,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và 33,5 tỷ đô la vào năm 2025. Việc các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ tạo ra cú hích lớn đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam khi dự kiến sẽ tăng thêm được 68 tỷ đô la vào năm 2025. Do vậy, các chuyên gia kinh tế nhận định, với thực trạng cải cách chậm, môi trường kinh doanh chưa được cải thiện đáng kể và số lượng doanh nghiệp chết yểu tăng qua các năm, khi tham gia TPP, Việt Nam nên lo nhiều hơn mừng. Tối ngày 3 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế chính thức của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, trong đó có nhiều điểm mới được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế hơn. Báo tin tức cho biết, theo quy chế, phương thức thi giữ ổn định như năm trước, tuy nhiên có nhiều đổi mới trong công tác xét tuyển. Theo đó, các trường đại học xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy, tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh. Đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển, về cơ bản giữ ổn định như năm 2015, có một số điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường đại học cao đẳng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển và xét tuyển. Thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình để đăng ký xét tuyển trong các đợt xét tuyển. Đặc biệt, trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng. Đợt xét tuyển đầu tiên có thời gian 12 ngày. Mỗi thí sinh được đăng ký vào tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo. Các đợt xét tuyển kế tiếp đăng ký xét tuyển trong 10 ngày. Đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo. Quà xuân nặng nghĩa tình là nhân đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Bài báo cho biết, với phương châm không để nhân dân đói rét trong dịp Tết đến xuân về, những ngày giáp Tết Bình Thân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đã hành quân lên các bản làng biên giới hay ra tận hai đảo xa xôi chúc Tết, thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công, hộ nghèo. Những món quà ấy tuy giản dị, đơn sơ nhưng nặng nghĩa, nặng tình. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thăm hỏi tặng quà bà con dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc. Gắn bó máu thịt với nhân dân trong những năm qua, lực lượng vũ trang quân khu 5 luôn khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ quân khu 5 trong lòng cấp ủy chính quyền và nhân dân trong thời kỳ mới. Vào những ngày cuối năm Ất Mùi, chiến dịch thiện nguyện Hãy Gõ Cửa đã được phát động rộng rãi với mong muốn giúp người vô gia cư có nơi lưu trú trong dịp Tết Bình Thân. Trong thời gian ngắn, Hãy Gõ Cửa đã được hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực của các tổ chức cá nhân. Nhờ đó, Tết Bình Thân năm nay sẽ có thêm những phận đời lang thang được cộng đồng đón nhận trong vòng tay ấm áp của tình yêu thương, lòng nhân ái. Bài viết trên báo Nhân dân cho biết, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường Đại học Ngoại thương Kinh tế Quốc dân đã hưởng ứng nhiệt tình bằng việc mở cửa ký túc xá với hàng trăm chỗ ở để đón người vô gia cư, người nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết. Đây là lần đầu hoạt động mở cửa đón người kém may mắn vào nhà đón Tết được phát động rộng rãi trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Dẫu rằng một mái nhà để trú ngụ vài đêm, một tấm áo ấm, một miếng bánh chưng không thể giúp thay đổi những phận người kém may mắn. Song chính từ những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa đó giúp người có hoàn cảnh khó khăn được động viên, an ủi và thêm niềm tin yêu vào cuộc đời. Nguy cơ khan hiếm rau xanh dịp Tết là nhận định được đưa ra trên báo Vĩnh Phúc hôm nay. Bài báo cho biết, trong những ngày qua, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước chịu ảnh hưởng mạnh của đợt không khí lạnh kéo dài. Thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới rau màu. Vì vậy, tình trạng khan hiếm rau có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016. Đối với thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, trong đợt lạnh lịch sử vừa qua, có lúc nhiệt độ xuống âm 4 độ C, xuất hiện mưa tuyết,
đã làm hơn 40 ha su su bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Theo khảo sát của báo Vĩnh Phúc tại các chợ, do thời tiết giá lạnh nên rau khan hiếm, dẫn đến giá cả các loại rau tăng cao. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ một cửa hàng bán rau tại trung tâm thương mại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc cho biết, mấy ngày nay các loại rau liên tục tăng giá. Điển hình như ngày hôm trước, rau cải cúc được bán với giá 2.000 đồng một mớ, cải mơ 2.000 đồng một bó thì sang ngày hôm sau tăng giá lên mỗi loại 500.000 đồng, mỗi cây bắp cải tăng từ 8 đến 10.000 đồng. Cải ngồng trước đây chỉ từ 4 đến 5.000 đồng một kg, nay tăng lên 15.000 đồng một kg. Mặc dù giá cao nhưng vẫn không đủ rau để bán. Tình trạng khan hiếm rau diễn ra phổ biến ở hầu hết các địa phương, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người trồng rau mà còn gây lo ngại về nguồn thực phẩm cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bình Thân 2016 đang đến gần. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.